Đây là Đại hội Thể thao Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh Hội khỏe Phù Đổng năm 2023-2024. Đây là môn bơi lội nha. Đó. Thì đây là bơi lứa tuổi lớp 3, lớp 4, lớp 5. 8 đến 10 đây. Kén ơi, xoay. Rồi, đây là đợt thứ hai, đợt kiểm tra. Đây là Phan Gia Hân, Vinh. Đây là Cao Hiếu Phong. Đảng Hào. Cố lên. Kén. Kén. Kén xin phép. Rồi, đây là đợt thứ 2, lứa tuổi 8, 9, 10. Đó. À, anh có ý kiến như nào về giải bơi đợt này anh? Đi thi đấu là năm sau. Năm sau đúng không? Là coi như là năm nay là vẫn đầy tuổi đúng không? Chưa. Dạ, xong rồi vậy mới xong nè. À, nãy nó đi ô cái máy vậy? Tầng thứ dữ mà. Thứ một đây nè, nhưng mà bơi mấy bé kia bơi có 20. Mấy bé kia bơi có 20 mấy rồi. Bé là anh lấy cái nào đang bơi. Không không, cái bé đó đó là không bơi. Con kiểm tra mà. Mấy đứa kiểm tra đang thú tự. Mới lớp 4 mà. Nhỏ tuổi quá trời. Nó có một phòng. Cao Hiếu Phong nữa. Cải nó năm nay trải nghiệm. Họ lấy cỡ bao nhiêu dây anh? Bấm không? Hồi nãy 30, cái đợt vừa rồi là 33 lận. Thằng thứ dữ không á. Bơi 28 á, được giải trước á. Trời trời, mới lứa tuổi 34 năm mà bơi 28 mấy. 30 chứ 30 mấy anh không bấm. Không, giải trước á. Giải trước á. Mới giải toàn năng á. Dưới 30 mới được. À. Giải toàn năng mà bơi 28 mấy á. Đúng rồi. Khủng khiếp luôn. Này dễ học sinh
Nè nãy bấm 33 nè. Đợt rồi, đợt nãy Ken thi á, là thua ở đợt trước. Đợt rồi là mạnh nhất á. Đúng rồi. Văn ơi. Được rồi. Con vòng cái dây vô đây nè, nó có lớp. Đây là bơi dễ học sinh lứa tuổi 8-9-10 ha. À, đại hội thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Không bơi cho anh? Chưa, hết đợt này chứ nó. Không, nó hơn nhau á. cầm giùm em với em anh giữ lắm nhận được cầm đi nhật mới quay quay bốn k né nào có tiếp sức mình không rồi đây là môn bơi lội ha đại hội thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh hội khuyến phụ động năm 2023-2024 môn bơi lội và sau đây là thi đấu bơi nè. Không, thì Hữu Lan là số mấy à? Số 2. Thì Hữu số 2 nha. Nguyễn Hữu Hữu lên số 2. 51 lần hết. 9 lần hết, 30 lần hết luôn. Rồi, đây là tới. Số 2 lần đó là mạnh.
hữu à? Có tiền hữu à. Ừ. Hứa Gia Nghi hả? Tới chưa? À sau đây là Hứa Gia Nghi sẽ được Gia Hân. Gia Hân có không? Chút xíu là Gia Hân sẽ thua Gia Nghi. Nói mày nói vậy cho trời ơi. Gia Hân thua Gia Nghi. À, Gia Hân của em đâu rồi? Đây 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 là lứa tuổi 8-9-10 đây. Đây là đội kiểm tra có biết hai vận động viên nam. Tới Hứa Gia Nghi bơi cùng với Gia Hân. Nghi ơi cố lên. Lâm cố lên. Rồi Hứa Gia Nghi. Rồi Hứa Gia Nghi cố lên. Dạ, Gia Nghi. Ai về trước? Con bé này Lê Hoàng Gia Hân á. Gia Hân 32. Nó, Gia Hân Quỳnh Hạnh luôn hả? Thành phố. Gia Nghi, Nghi là được đi rồi. Đi thành phố, đi toàn quốc rồi. Không kiểm tra để đi quốc gia hả? Kiểm tra đi quốc gia đó. Mà biết không á? 32. Sao bác? Dạ. Quay 4K. Thầy đã xếp đó. Đi không nổi. Cũng đây là hàng viết không ạ? Hàng thử dữ không ạ? Bích Duyên đâu? Bích Duyên số 2, số mấy à? Dạ Hân, Hân ơi, cố lên nha. Hân đi bơi với Gia Nghi. Dọc. Cách tường chưa? Chắc có cách tường chứ. Chắc được sao nữa.
chờ chơi hàng VIP không? Còi này nãy nhỏ quá, còn điện á, thử là thứ ngon nhất á, đi dậu luôn rồi. Cố lên Trần ơi, chấm chấm chấm. Thi nè, Mỹ bao nhiêu? 32 tốt. Tốt à? Đánh lấy đá chậm đi. Dánh đi. Đây là Đại hội Thể thao Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024 môn bơi lội. Đấy, cái đường này. Đây là các tường. Này các tường thi hay kiểm tra? Thi đúng không? Tốt rồi, cố lên. Đừng có giỡn nha, đừng có giỡn đến nàng nha. Đó, nàng đi từng tay một à. Đi lên. Có nghe đâu, không nghe được đâu. Đi lên. Đi lên. Đó, đừng có giỡn. Chết. Khoái rồi. Con anh ấy. Đây là mấy cái tờ. Em không biết nữa. Em không biết. Năm nay đẻ tuổi vậy. Cũng lớp 4 rồi. Chuẩn bị tới dâu bấm rồi. Đấy, cái tượng tốt rồi. Người nhất luôn. Nhất luôn. Rồi. À. Đi sao đi xe hơi căng nhạo. Cái gì? À giờ cất xe đi, về. Giờ xe đi ông ta ra hết con nhạo.
Dâu ơi. Dâu. Đây là giải đại hội thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh Hội Khỏe Phụ Đổng năm 2023-2024. Đó. Môn bơi lội nha. Đó. Đây là những bé đang bơi đây. Đây là Gia Hân. Lớp 3. Đấu lớp 5. Gia Hân nha. Thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh Hội Khỏe Phụ Đổng năm 2023-2024 môn bơi lội. À. Lớp 3 là 4 năm rồi. Con nghe lớp 3 rồi. Đâu bé nào? Đó bé 1, 2, 3, 4 á. Số 4 mà. Số 5 á, số 5 á. Số 5 á. Dạ. Đó số 5 á. Lớp 3 mà, đấu chơi thôi. Đó, là cũng chưa chắc à. Lên chơi thôi. Chẳng được rồi. Hưng ơi, Hưng, nhiều quá. Anh có điều điện thoại, anh bấm dùng cái thời gian của các bạn đang coi xe số 8 gì đây. Dâu ơi.
bấm dây cái 768 giùm em nha. Bảy đây nè. Vậy là cái thằng dạng á. Bỏ nè, cái đồ cũ nè. Cái đồ cũ có hiểu không? Cái đồ cũ có hiểu không? Cái đồ đó. Cái số 7 là cái thằng màu vàng á. Cố lên Su. Con anh lớp mấy? Lớp 3. Đó là nhỏ nhất trong đó, cái mấy bạn toàn 10 các bạn. Con em lớp 3. Nhưng mà trong cái đợt cuối cùng này nè, thầy chưa nhậu thầy chưa? Này này, lớp 3. Mới thi xong. Cái này là toàn cái đợt cuối cùng này toàn 10 tuổi không à, chỉ là ba chỉ là con em. Nhậu về mấy? 13, 14 rồi. Dạ. 4 đợt lớp 3 mà, lớp 3 mà bơi trải nghiệm cho vui. Mình đây là khán đài. Tới bến Ngân chưa? Chưa anh. Chị quay đi. Nói là cầm mất công rớt nữa mà. Thôi anh quay đi. Em quay mất công em cầm. Em không dám quay của em nữa nè. Sợ lắm, sợ lắm. Mẹ sợ vậy sẽ lấy gì con? Con không sợ. Hả? Con hả? 49. Hết hồn luôn đó trên. Đi lấy đồ đi lạnh. Hả? À. Lấy đồ đâu? Nhưng mà không có chút sức thì sao? Thì lấy khăn chùm vô. Lấy khăn nó chùm vô lên. Nắng bông nè. Có đào nha. Em giờ ba cái thành. Tửng giờ tới tửng chưa? À tửng rồi hả? Thành giờ chuẩn bị thành. Đâu? Đấy nhưng mà hôm nay có bơi không? À này tiếp sức. Nhiều giày anh hả? Để nhiều giày ra để ngồi đi hả? Để lại nhiều giày không bấm à? Nghe bé đi rồi đâu hay đi đi thi rồi anh gì vị trí mấy từ 3-4-5 mà đấu lớp 5 thôi đấu lại dạ có bé nào nữa không? Không có ai đó, con anh đâu đang dưới à? Con lau người lấy cái khăn chùm vô. Thank you.
dầu dầu lại bơi nhiều. Còn cái tiếp xúc nữa. Này quay rồi. Anh xuống dưới xem con nhỏ. Thôi quay đâu, biến quay. Này lớn lắm. Tới Thành chưa? Thành kìa. Đó 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 là kêu anh Thành kêu đó. Làm nhất là con số 4. Số 4 nhất, 5 gì, 6 3 rồi. Nhìn là biết rồi. Dẫn bài. Thành ơi. Dạ. Con nhãn mà tắm quá hoặc là mỗi lần quá đó thì nó cũng không tốt. Thành bên đại đồng này thẳng như cái điểm đó luôn. Bé bơi bé lớp mấy à? 14. Năm nay đề tuổi à? Dạ. Đề tuổi. Đề. Dạ, có ai mời nha. Dạ, sao? Ủa châu rồi mà. Không biết, đang dưới á, em mới bơi xong. Vừa bơi xong luôn. Không quay không? Dạ, không bơi được như vậy. Thì anh Thành cho, anh Thành cho. Bé bơi chưa? Có đó anh Thành ơi. Chưa, bơi không hợp. Không hợp à? Ủa sao có hỗn hợp nữa? Có hai cửa ly. Tiếp sức hả? Không, không hợp. 200 hỗn hợp đi. Ủa là lớp tuổi 3, 4, 5 có hỗn hợp luôn hả? Ủa? Có rồi ta. Con bơi mấy cửa ly? Dạ, con hôm nay con bơi có một cửa ly. Ừ. 200 sải với nhà 200 sải. Ừ. Tính là 200. 200. Nói chung bơi nó bơi được dài. 200, 200, 200 là bơi được nhiêu à? Bơi bơi. Có hồ nhỏ không? 2 phút mấy? Không, con chỉ cho nó tại vì nó bên lặn. Lặn hả? À. Đó là nó bên lặn. Ủa lặn có thi vậy? Có thi luôn hả? Cái gì nó đeo cho quận. Bạn bơi được nhiêu? Ủa sao lặn, lặn có thi luôn hả? Có thi giải này luôn hay sao? Ừ, ý là nó đang nằm trong đội tuyển lặn á. À, đội tuyển lặn. Tạo tạo là lặn. Nhưng mà ý là vẫn còn một cái chân trong bơi quận 3. Bây giờ để bơi cho quận 3. À, rồi rồi. Quận 3 có khôi á. Khôi quá. Có khôi á. Khôi là của Bình Thạnh. Năm ngoái nó bơi nó lấy 6 cái vàng á. Ừ, đây là quận 3. Nó tập ở đây, nhưng mà nó bơi ra quận 3. Năm ngoái Bình Thạnh mất 6 cái vàng luôn. Bởi vậy nó quý nó vậy là nguyên chứ. Bình Thạnh mất luôn. Mất rồi. Vậy là mất á. Đi lên tập. Ờ, 6 cái vàng luôn. Nghĩ sao bơi năm rồi mà không không được đi toàn quốc. Không đi. Ờ, 6 cái vàng mà không được đi toàn quốc mới ghê. Đau. Năm này tiếp sức bỏ luôn. Đăng ký những cự ly 200 làm gì toàn quốc đâu cho. Đâu xét đâu. Ủa quá. Làm à? Ủa đâu phải? Không phải. Ba con ở đường chân xe lại con bơi nữa. Nó nè nó đang quay mà dừng lại đúng rồi. Giờ còn lâu mới tới con. Còn lâu mới tới sát. Lứa tuổi 6-7 ha.
quay thì bà xuống dưới. Tôi xuống dưới gì bà? Xem em. Em mới đặt hỏi thôi, con bao nhiêu đợt nữa tới con? Được không? Sao bà phải liên quay liên tục như vậy? 35 phút. Quay đi. Không được con cầm nào mà lấy á, con cầm đây nè. Cũng rộng, cũng rộng. Cầm đi nè. Cầm được bấm đây, bấm dừng, bấm dừng. Mà coi cứ quay hoài luôn. Nha. Mà xuống dưới nha. Có ai đụng á, lỡ anh đụng vào cái té rớt á. Nghe không? Cầm hai tay, cứ để anh ta đụng cái rớt á. Nha không? Ra đây có chú Vương nè, ra đây có chú Vương đi. Cho ông Ken đứng đây mấy em. Có gì cho ông mượn thoại? Đây nè. Sao mượn thoại làm gì? Mượn thoại quay với chơi hả? Nguy hiểm nha. Ở nhà giữ nha, cái nhìn rớt nha, lỡ anh ta đụng tay vô cái nó rớt á, rồi xong đường cũng rớt. Quay về nè, ba chú nè, ba qua kia ha. Đúng rồi, mình như đứng đây vướng á, đứng đây như mà thấy vướng không? Thằng bơi 31 rồi. 31 rồi. Hai kia bơi hai mấy rồi. Dạ, bơi nhiêu chú? Kia à, qua đây hay hơn nè, ra đây đứng không? Ra đây đứng nè. Thằng bơi 34. Ra đây, ra đây, ra đây. Lâu lâu con phải đi vô cái này nè. Đó. Mấn lại cái này nó chở vào. Ha. Xem dưới xem xem coi có còn bánh không. Ở đây bên đó nha. Thôi để mày xuống cho thầy ăn đi. Trời ông đói á. Em xuống đi. Rồi ạ. Thì đem xuống đi. Ba của con sao đang đói? Không. Em thật không? Làm nữa kèm đi làm á, nhỏ hay cặp này rồi nó bơi kìa, nó bơi đang cứu mộ bên đây nè. À để mắt xa ra nhìn cận xuống đi. Ngồi đồng lên đứng nhìn kem nha. Nó dặn đúng không? Nó dặn. Uống biết không? Sao uống được chứ? Thôi mày uống này mày cầm đi. Đây nha, cầm nha. Cho. Đứng lên ngọt kìa. Con thận bơi mua lẹ con thận bơi.
con đứng xích lại cho cái nhà đứng xích rồi cũng được. Còn mấy gì nữa ok, nãy kiểm tra thôi đúng không? Ừ. Còn mấy gì nữa? Tiếp sức. Đợt này nữa là tết bọn rồi. Anh Hận lên số 7 á. Không biết rồi. Mày đứng như cạnh nè. Không biết anh Hận à. Chú thử bấm cho anh Hận nhiêu giây chứ.
đây là các học trường đi 50m từ Gia Lai lớp 1-2. Hạng nhất Nguyễn Bảo Nguyên 7 với thành tích 38:33. Hạng nhì Trần Ngọc Minh Anh cùng Tân Phú 38:40. Hạng ba Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt của Phú Nhuận 38:48. Kết quả trường đi 50m từ Gia Tử lớp 1-2. Hạng nhất Trần Phương Trúc quận 12 41:04. Hạng nhì Phạm Nguyễn Bảo Nhi quận Tân Phú 41:05. Hạng ba Danh Thường Nhật Anh quận 11 45:51. Trường đi thi đấu tập 4, ô 1 Nguyễn Mạnh Tuấn quận Tân Phú, ô 2 Bạch Tiến Tân quận Gò Vấp, ô 3 Trương Văn Hào quận 6, ô 4 Võ Hoàng Nguyên quận 5, ô 5 Tạ Công Phong quận 9, ô 6 Lê Nguyễn Văn Tập quận Tân Bình, ô 7 Nguyễn Xuân Phi quận 7, ô 8 Nguyễn Văn Trí quận 1. Khoảng bao nhiêu mà? Yes. Khoảng bao nhiêu? Khoảng 6 mấy. Kết quả cử ly 50m từ Gia Tử lớp 3-4-5. Hạng nhất Nguyễn Ngọc Quý Trân quận Gò Vấp 32:14. Hạng nhì Đoàn Trần Quỳnh Trâm quận Bình Thạnh 32:84. Hạng ba Hồ Bảo Ngọc quận 12 32:89. Hồng Quý Dân Động rồi đó. Oh, there.
anh? Tấm giùm Hạ rồi nha. Tấm giùm Hạ được bao nhiêu nha? Bằng nhau là ô số. Con mới bắt cái ghế cái gì? Bao nhiêu là ô số 6 và ô số 5. Ờ, số 6 và 5. Ủa là số 6 á? Số 5 thằng á, số 5 á. Chạy vô cho anh vô, anh quay rồi. Con coi ra chưa rồi? Con ra con chắc có đi chưa rồi. Con mà con muốn dạng con gọi là cái quần. Quá anh đừng quy kinh nghiệm. Chưa biết. Thấy gì nhất là... Con hơi mấy lần rồi. Dạ, con hơi mấy lần. 4 rồi. Ngày thì 4 cái luôn. Đâu nay thì 1 cái à? Này cũng vậy mà khác. Cái quần con kem là kem mặc dù nó dắt luôn. Vô. Anh coi cái quần mới đẹp quá kìa. Dạ. Anh coi cái quần mới đẹp quá. Còn ai? Còn coi cái quần đó. Ai? Cái quần đen xanh lá. Đẹp thiệt. Anh thôi. Thôi quần đó ông lấy đâu ra hả thà? Giờ con coi Yến Lập, Yến Long nè. Má Nguyễn bà chậm quá. Anh Duy nữa nữa. Con đi rồi. Anh ơi. Anh có thi rồi. Anh chưa thi rồi. Chị Lan không thi rồi. Chị Lan không thi rồi. Thôi lã. Con thi rồi. Không có. Anh Nam nè. Anh Nam. Thôi đâu? 25 giây số 6 giây 2, có quần kia luôn. Quân ngon rồi. Ngon rồi, đây con, mời tiếp. Hết mọi lúc trước rồi. Không có ai đâu, lớp 6, lớp 7 không có ai, gái chạy cũng có mà. Chú Dương ơi, chú Dương. Thế em không có mặc quần nha, đừng chọc nó. Sao vậy? Sao mặc đồ sexy dữ vậy? Anh Hồng ghê quá, bê hay hơn con luôn. Hả? Anh Hồng được huy chương bạc, anh Hồng đồng. Đâu? Anh Hồng. Về ba hả? Dạ. Về ba đâu, nó có máy len nữa mà. Đúng rồi, ý là... ba, Bình Hạnh. Báo chưa? 100 hàng con 100 huy chương bạc. Hồi nãy báo rồi mà cô, tạm anh Hồng. Được huy chương đồng. Con lứa 11 Hạnh đâu. Mặc chưa áo? Quên nó lại xuống luôn, nó chưa lấy cái huy chương với tôi con. Thưa chú gọi ba con đi. Mệt tay quá. À nhưng chăm nó huy chương bạc đúng không? Không à, thằng gì? Thằng Thận bơi tốt ghê á, mà mới có huy chương không? Thận bơi 26 rồi.
mấy anh chị bây giờ có thằng 26, 26 hết rồi mới xong ấy. Giờ phải đợi mình đúng đợi kết quả thôi. Ủa thằng Nguyên nó thi chưa ta? Nguyên thi chưa? Nguyên đâu có biết. Bữa nay thì Nguyên đâu có thi, có Hiểu Lâm à. Hiểu Lâm thi rồi luôn. Lâm về bà, Lâm kiếm cha. Thật quá, ôm hẹn của người Hiểu Lâm kiểm tra. Hiểu Lâm bê 25 mấy á. Kiểm tra. Kiểm tra. Nguyện đi trường ngày ngày hôm qua. Cô Năm và Quý Trần. Cái gì? Quý Trần. Sao Quý Trần này? Trần nhất à? Bảo này Quý Trần rồi. Nam. Nam, Nam. Bám một Nam, càng Nam lên số 3. Nam bị tụt rồi. Ghê. Nam bơi 28 lần bơi đâu bằng Hiển Long với Thuận. Nam bạn, tại vì Nam mất lâu, lâu lâu nó mới tập nữa. Có con Kèm bơi gai nhất nè. Kèm con quay cái gì vậy? Quay cô gọi cho ba con đi. Ba mày đi theo bà kia luôn rồi. Mỏi chân quá. Ba mày là đi theo bà kia rồi. Ba con đâu? Đáng là chả mày về. Con thấy ba con đâu? Ra bình hoàng mua cho nó cặp chân dịch trước nha. Nhẫn trăm mấy. Ở lại chứ hả? Quá. Bà vô. Thôi má về bà 8 giờ về. Học cái gì mà học thời buổi này mà học cái gì nữa mà. Mẹ.